Cụ già 90 tuổi bị ba nhóc tin hiếp dâm tập thể. Ở cái tuổi gần đất xa trời, cô bà cũng không thoát khỏi sự cuồng dâm của những tên yêu rô xanh bệnh hoạn. Tối ngày 17 tháng 5, tại xóm Quan Thanh, xã Đức Lĩnh, huyện Phú Quang, Hà Tĩnh, một cụ bà 90 tuổi đang ngủ một mình tại nhà riêng bị nhóm cướp xông vào nhà. Thú tính hơn, chúng còn ra tay hãm hiếp khiến cụ bà phải nhập viện. Cụ bà Nguyễn Thị Sang cho biết, khoảng 20 giờ, cụ đang nằm ngủ một mình tại nhà riêng, bỗng có người vào giường và xưng là cháu ruột. Khi cụ phát hiện đó không phải là cháu của mình thì bị nó lấy khăn bịt mặt cụ lại, dùng hai con dao khống chế. Tên cướp đòi cụ đưa tiền, cụ bảo không có, chỉ có ít tiền mừng tuổi, có lấy thì lấy, trừ lại cho cụ vài trăm. Nhưng nó đã không đồng ý bắt đưa hết tiền trong nhà cho nó. Cụ không đồng ý nên tên cướp đã đẩy cụ xuống nền nhà, bóp cổ, dí dao vào cổ. Cụ lấy tay giữ dao nên bị đứt tay và sau đó cụ ngất liệm đi, không còn biết gì nữa. Đến khoảng 22 giờ đêm cụ tỉnh dậy, thấy trên người không còn mặc quần áo, máu ra nhiều, chân không thể đi nổi. Bà bò sang nhà con trai gần đó để kêu cứu và báo cơ quan chức năng. Cụ Sang bị cướp đi gần 3 chỉ vàng và gần 9 triệu đồng tiền mặt, đồng thời tổn hại về mặt sức khỏe và tinh thần rất lớn. Trước đây cũng đã từng xảy ra vụ 4 thanh niên thay nhau hãm hiếp của bà tại bờ sông. Vào 10 giờ ngày 7 tháng 5, bà Cao Thị Mai, 64 tuổi, đã đến công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh trình báo về vụ việc bà bị 4 thanh niên hiếp dâm tập thể trong đêm đó. Theo lời khai tại công an, có 4 thanh niên vừa quen biết với bà, rủ bà đi uống rượu. Đến 2 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 5, bà cùng với 4 thanh niên mới quen, tên là Phong, Tuấn, Vinh, Vĩnh, chưa rõ lai lịch đi uống rượu. Sau một hồi chúc tụng, mừng cho sự quen biết mới, cả nhóm 4 thanh niên và một bà lão tiếp tục rủ nhau đến bờ sông thuộc khu dân cư Trung Sơn ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh uống nước. Sau đó, bà Tiên đã bị 4 thanh niên trên thay nhau hiếp dâm